sao kinh doanh mà sẽ kêu mọi người. Đầu tiên thì xin tất cả chào chúng chào tất cả quý vị tại nơi này, thì là hôm nay là ngày đầu tiên thì tôi đến Việt Nam lần này để quảng bá cho bộ phim. Tôi rất là vui mừng tại vì thấy là tất cả các bạn đã rất là yêu mến tôi, và mặc dù là lịch trình rất là ngắn nhưng mà tôi mong là thông qua cái chương trình này thì các bạn sẽ yêu mến bộ phim Bàn Tay Ngoại Cảm hơn. Từ hôm qua đến giờ thì tôi cũng có ở Hàn Quốc rồi, đã ăn Việt Nam rồi, nhưng mà hôm qua đến giờ tôi ăn thì cảm thấy rất là ngon, rất thích đồ ăn Việt Nam. Mọi người đang rất là vui vì con Bông, chị Bông thích ăn đồ ăn Việt Nam phải không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo mà chúng ta dành cho chị Bông ngày hôm nay. Đó là bộ phim Tình Yêu Định Hành sẽ khởi chiếu tại Việt Nam vào đúng ngày 30 tháng 4. Bạn muốn chia sẻ với khán giả Việt Nam điều gì về bộ phim này? Tôi sẽ cùng với chị Bông nhận ngoan Việt Nam sẽ 4월 30일 날 개봉될 예정인데 저희 김범 씨께서 팬분들과 저희 관객분들에게 한마디 하시고 싶은 말씀 있는지요? 네, 딱 작년 이맘때쯤 촬영을 했었던 것 같아요. 그래서 작년 이맘때 딱 1년 정도 촬영이 끝났는데 1년 후에 이렇게 베트남까지 와서